cho các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn vẽ được mạch hoặc là các bạn dò mạch cái nguồn LED driver của cái đèn LED MBE. Những cái đèn LED này á, thường có trong mấy cái bàn trang điểm nè, hoặc là mấy cái quán cà phê nó cần ánh sáng. Thì trên cái đèn này á, thông số như cái điện áp đầu vào nè 220V, tần số 50Hz, và cái công suất của cái đèn này á, là khoảng 3W nè. Sau đây á, mình sẽ đi tìm hiểu coi cái cấu tạo của nguồn LED driver của cái đèn LED MBE này nó có khác biệt gì so với cái đèn LED công suất 3W cùng loại trên thị trường không. Như cũng các bạn cũng đã biết á, cái video trước á, mình đã nói về cái đèn LED công suất 3W ha. Thì những đèn LED này á, cái mạch nguồn của nó khá đơn giản, nó dùng cái mạch nguồn hạ áp, dùng tụ gốm. Đây là cái tụ gốm của nó. Thì trong mạch đó nó dùng những cái con linh kiện chính như cái cầu diode nè, như đây tụ gốm nè, đây tụ hóa nè, và một vài con điện trở thôi. Cái mạch này cấu tạo khá đơn giản ha. Thế thì những cái mạch đèn LED của hãng MBE á, cấu tạo nó như thế nào? Thì sau đây mình sẽ tháo ra rồi mình đi tìm hiểu. Nguồn LED driver sau khi mình vẽ mạch rồi dò mạch, cái những cái mạch này nó dùng MOSFET 3 chân. Khi mà các bạn tháo ra thì cái bao mạch được như thế này. Các bạn quan sát ở đây nó sẽ không dùng cái loại hạ áp dùng tụ gốm nữa, mà nó dùng một con MOSFET. Ở đây MOSFET 3 chân. Cái ngõ vào cũng là cái cầu diode chỉnh lưu ha. Ở đây mỗi có một con diode dán SMD. Nó sẽ dùng hai tụ này khoảng IC. Cái tụ này nó giống như cái tụ của cái đèn LED rạng đông á, nó cũng dùng những cái tụ IC của Trung Quốc này. Tụ này nói chung là chất lượng là khá tốt so với những tụ no name khác của Trung Quốc ngoài thị trường. Rồi ở đây là cuộn dây, đây là hai cái ngõ vào AC 220V nè, LN nè. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đi vẽ mạch. Của cái nguồn LED driver này nó có khác biệt gì so với những cái nguồn LED driver thông thường khác ngoài thị trường hay không? Rồi trước tiên để mà chọn mạch cho dễ, mình sẽ dùng một cái đồng hồ số. Mình chỉnh cái mức đo điện trở, cái chế độ chuông nè, cho nó dễ nha. Khi mà đo thông mạch á thì chuông nó báo. Rồi từ cái sơ đồ thực tế, các bạn có thể vẽ ra một cái sơ đồ nguyên lý của nó. Rồi như ở đây là cái đầu vào 220V AC ha. Mình sẽ lấy một cái tờ giấy. Các bạn vẽ cho mình một cái cầu diode. Mình vẽ tạm như thế này nè, cái cầu diode nè. Đây là IC chỉnh lưu 4 chân nha. Các bạn nhìn thấy ngõ ra nè, đi cộng trừ.
Đây, dấu này dấu cộng. Thì bên đây dấu trừ. Dấu cộng này á là cái nguồn ngõ ra B cộng sau chỉnh lưu. Nó sẽ đi vô cái tụ IC. Cái tụ này có thông số là 400V, 1,2 microfarad. Thì cái tụ này là tụ hóa. Thì sau cái cầu chỉnh lưu này á, là một cái tụ. Đây 400V 1 microfarad. Ở trên đây là B cộng nè, cái đường B cộng ở trên đây. Dấu cộng ở đây trừ đây. Thì tiếp theo đây á, các bạn nhìn vô mạch thực tế của nó. Cái đường B cộng của nó nè. Nó đi vô một con diode dán SMD. Ở đây là cái chân cathode của nó nha. Ở đây là anode. Là cathode. Nó có dấu vạch này nè. Đồng thời nó đi qua cái cực dương của con tụ. Con tụ này có giá trị là 1,8 microfarad 250V. Cái con tụ này nó mắc song song với một con điện trở. Ở đây á, là chữ dán có giá trị là 274 ha. Rồi để mình kéo dài đây. Là 1,80 250V và nó mắc song song, cái tụ này nó mắc song song với con chở là 274. Đây là cái cuộn dây của nó. Thì cuộn dây của nó sẽ nối một chân á, nó nối vô anode của con diode, thì một chân của nó nối vô cực âm của cái tụ IC 1,80 250V. Đây vị trí cuộn dây đây nè, nó nằm giữa anode của cái con diode này và cực âm của cái tụ 1,80 250V. Tiếp theo đây á, các bạn nhìn thấy cái con này nè, nó giống như cái con Jester, ký hiệu Jester đi, mà các bạn không biết cái chân nào thì các bạn ghi tạm là cái chân số 1, số 2, số 3 nè, 1, 2, 3. Chân 1 nè, 2, 3. Mình giả sử đi cái chân số 3 của nó nè. Nó sẽ nối vào anode của con đôi diode dán này và nối vào cuộn dây luôn. Đây vị trí chân số 3 của nó. Thì các bạn vẽ đây. Nè, nó nối vào anode của con diode và một đầu cuộn dây. Rồi tiếp theo chân số 2 của nó đi đến đâu? Đây là chân số 2 của nó. Các bạn nhìn thấy đường mạch đó, nó sẽ đi qua một con chở
con chở nó có giá trị là 5R10. Còn trường hợp mà các bạn không thấy cái đường mặt in của nó thì các bạn có thể dùng cái đồng hồ này các bạn dò. Các bạn chấm vô một cái chân giữa chân số 2 đi. Các bạn chích vô cái linh kiện xung quanh coi nó có thông mạch không? Thông mạch là nó nối chung với nhau. Đây nó nối vào cái đầu này. Hôm nay mình đọc cái giá trị của con này là con chở 5R10. Đồng thời các bạn nhìn thấy một đầu con chở nó sẽ nối xuống mát. Đây là cái đường mát nè, các bạn nhìn thấy cái đường mặt in của nó. Nó sẽ nối vô cái chân này nè. Chỉ âm. Và cái âm của tụ nguồn 400V. Đây từ cái đường mạch này nó nối với cái chuyên âm của cái IC9 lưu và nó nối chung với cái con chở 5R10. Như vậy á, các bạn có thể vẽ ở đây là cái chân số 2 của nó nối vào một con chở 5R10 và nối xuống mát. Mát này là mát của cái nguồn 400V nha. Rồi tiếp theo cái chân số 1 của nó nối với gì? Đây là cái con MOSFET 3 chân. Thì chân số 1 của nó các bạn nhìn thấy nó kéo xuống đây. Trường hợp các bạn cũng không thấy cái đường mạch in đó thì các bạn cứ dò. Các bạn kẹp chân số 1. Que còn lại các bạn chấm vô linh kiện, bất kỳ linh kiện nào khi mà các bạn nghe tiếng tiếng kêu là nó thông nhau. Ở đây đã nối với con tụ nè. Đây là một tụ không phân cực tự dán ở trên đê. Và một chân này á, các bạn đo nó thông với mát luôn. Nó sẽ nối với mát. Nối âm với tụ nguồn luôn. Như vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn chỉnh mạch. Đường mát của nó các bạn nối đây, nó đi chung, nối chung với nhau, nối lên đây. Chân số 1, số 2, số 3. Rồi bên đây cái con chở dán 274 nó nối song song với cái tụ 1.8 microfarad 250V. Đây là cái VA mở ra cấp nguồn cho cái vỉ led. 5 con led này nó mắc nối tiếp nhau. Một, hai, bốn, năm, năm led mắc nối tiếp nhau. Cái nguồn ngõ ra của nó là nó mắc song song với cái chở dán 274. Rồi sau đây mình sẽ ghi tính ra cái chở dán 274 là bằng bao nhiêu. Cái 274 của nó
bằng 27 nhân 10 mũ 4 là bằng 270 kg. Đây. Còn cái con chở là 5R10 là bằng R là số thập phân của nó nha. 5,10. Ô. Đó các bạn được hai giá trị nè. Đây là cái sơ đồ mạch thực tế của nó. Thì từ cái sơ đồ mạch thực tế này mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ mạch nguyên lý. Các bạn có thể nhìn đây, các bạn có thể vẽ rút gọn lại sao cho nó đúng theo tiêu chuẩn, hoặc là các bạn nhìn vô các bạn nhận thấy được cái đường mạch đi theo như thế nào và cái nguyên lý cấu tạo ra sao. Ở đây mình chỉnh sửa một chút xíu thôi. Đây là cái cầu diốt, thì mình vẽ 4 con diốt. AC 220V ngõ vào. Rồi sau đó nó sẽ lọc nguồn qua cái tụ 1,2 microfarad 400V. Đó, mình phải rút gọn vậy thôi. Rất là đơn giản. Ở đây là cái con MOSFET 3 chân. Mình vẽ trước là cái con diode này, tụ này và cuộn dây này. Đây, mình có một diốt. Nó sẽ mắc song song với một cái tụ 1,8 mi, 1,8 microfarad, 250V. Các bạn ghi sơ đồ mạch đó là bạn ghi chính xác cái thông số của nó luôn nha. Rồi ở chính giữa của nó nối là hai cuộn chân của nó là cuộn dây. Từ chân này đưa vô chân số 3. Đây chân số 3. Các bạn phải rút gọn lại cho mình dễ nhận biết thôi. Rồi chân số 2 của nó nối với cái con chỏ 5,1 ohm xuống mát. Đây, chữ số 1 nè, chữ số 2 nè. Chữ số 1 thì nối với một con tụ không phân cực. Và nói chung với âm của nguồn B cộng 5,1 ohm. Thì cái sơ đồ này mình vừa hoàn toàn vào cái sơ đồ mạch trực tiếp mà mình vẽ được. Rồi, như vậy đã gần xong rồi. Tiếp theo á, chúng ta sẽ có một cái con điện trở giáng
270kg, mắt song song với cái vĩ LED của nó là 5 con LED. Có chở dán nè, 270k. Ở đây nó mắc 5 con chip LED nối tiếp nhau. Có cái thông số chính quan trọng của MOSFET ba chân này là cái tên của nó. Thì các bạn nhìn trên mặt đó, các bạn soi nha, các bạn xác định được cái mã số của nó là GW1789. Cái tên của con MOSFET này á, thì các bạn ghi vô đây, MOSFET ba chân GW1789. Chân số 1 mình xác định là VDD. Chân số 2 của nó là GND, là mát. Chân số 3 của nó là cái chân ren cực máng của MOSFET, cực D. Nè, chân số 3 là D nha. Chân số 1 là VDD và chân số 2 là GND. Như vậy đây là cái sơ đồ mạch của nó. Còn mấy cái tụ này á, tụ 1.2mm nè, 1.8mm nè, tụ IC ha. Một phẩy hai mươi bốn trăm vôn, một phẩy tám mươi hai trăm năm mươi vôn. Đây nó dùng hai tụ IC, tụ lọc nguồn. Như vậy đây á là cái sơ đồ nguyên lý của nó. Thì so sánh ở đây các bạn nhìn thấy không, cái mặt của nó so với cái mặt nguồn LED driver của đèn tiếp LED 8 nè, đèn LED bulb công suất lớn á, thì nó hoàn toàn khá giống nhau nha. Nó chỉ khác nhau là ở đây á, dùng cái con MOSFET 3 chân. Mà những cái mặt khác á, công suất lớn hơn, nó không dùng MOSFET 3 chân mà dùng MOSFET 8 chân. Đây là 1.8 chân IC nguồn LED driver. Thì trong IC này á, nó có tích hợp MOSFET luôn. Cũng có cực, cũng có chân CS nè. Cái con chở này là RCS. Như vậy đối với cái mạch nguồn LED driver của cái đèn công suất lớn và cái mạch nguồn LED driver của đèn MP công suất 3W đó, thì nó khác nhau như thế nào? Cái linh kiện đa phần là nó khá giống nhau. Nhưng ở đây á, nó khác nhau là nó dùng MOSFET đó, ở đây MOSFET 8 chân ha. Còn ở đây MOSFET nó dùng MOSFET 3 chân. Cái nguyên lý hoạt động của nó cũng tương tự nhau, không có khác gì hết. Như vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà các bạn vẽ mạch và dò mạch cái nguồn LED driver của đèn LED MPE công suất 3W. Từ những cái bo mạch như thế này, các bạn vẽ ra được cái sơ đồ nguyên lý của nó. Cách này để mà các bạn thực tập hoặc là các bạn áp dụng.
Trong một số trường hợp đó, các bạn không có một cái sơ đồ của một cái đèn bất kỳ hoặc là cái thiết bị điện tử, thì các bạn cứ áp dụng, các bạn từ nhìn từ cái mặt in như thế này và các bạn vẽ ra được cái sơ đồ mạch, thì đó các bạn có thể nghiên cứu chuyên sâu, hoặc là các bạn xác định coi chạy như trong cái mạch này á, cái linh kiện nào hay hư nhất, đó chính là con MOSFET này nè. Rồi cái con điện trở này nè, chờ RCS nè, hay bị cháy ha, là như hai linh kiện này, hay nếu mà trong quá trình hoạt động bình thường á, cái cầu chì của nó đầu vào không bị đứt, thì các bạn kiểm tra con MOSFET này, đo tổng trở coi nó có ổn hay không. Nếu nó không sao thì các bạn kiểm tra tiếp cái con RCS này. Còn mấy con tụ trở diode này á, đa phần là không bị hư nha, nhất là cục dây không bị hư. Video này đi kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.